Okay. Una. Angkatnya nanti sini, coba ra thôi nhỉ. Ra nữa lại vào đi, cho nước xuống nữa. Thả cho nó khô hả rồi. Đây còn là con chim.
Gieo nhé. Anh cần cái túi gieo đưa mọi người gieo một bên ạ. Anh có biết gieo đâu? Có biết gieo đâu? Anh đã gieo lần nào đâu? Nè, cứ gieo thế này anh bở anh gieo dày dày nè. Gieo bở chưa? Thì anh cứ gieo bở dày dày tí xong đã gieo ở trong phân nữa. Ô bờ của anh không gieo dày để mai mình xúc nhé. Bờ cái gì dày? Để bờ của anh phải cho dày vào mai mình mới xúc được cả bờ chứ, nó mới không tốn chứ. Ôi còn nhiều cái là lấy về lắm. Không rơi được đâu, lấy về. Còn nhiều, anh nhìn kìa. Con rắn. Mùi anh nẻ thế. Mùi nhạt. Bóng. Bóng. Nè cái này ra. Nó ra một nửa. Đâu. Đâu chứ. Mùi.
thế này đẹp hơn. Đẹp lắm. Làm thế chặt đẹp hơn. Chấm vẫn cao. Ôi dô, thằng cái móng tay của anh cào quá nè. Ai gì xấu thế? Không đau à? Đau chứ không đau. À, để hôm nay có thể nói gì? Đơn là chuyên sống. Sắp thải móng tay. Nó sắp ra cả cái móng này. Để hôm nay có thể nói gì? Cái đấy phải lên không? Chán. Ta thì những kiểu một năm, tôi dự một năm. Này làm ruộng xong nó bẩn, xong tay bẩn, đi làm đi muộn, mình còn về nhà hết chưa thì lấy cây. Lòng được hai lòng. Không biết đó, nên là như thế. Nào thế này. Úp rồi. Úp rồi, nó mềm. Dẻo thế. Dẻo thế thì mình phát ra mức tạo. Không đẹp rồi. Vừa bằng nhau đấy. Không chắc mấy. Cao. Vừa tí cơ nhỉ. Hôm qua không phải như thế nữa. Ok. Được đây. Đủ. Ô thừa. Hoa thân. Ôi dồi ôi, cứng thế. Cây này cứng thế. Sán hết bảo bảo. Mùa này chắc rồi. Pha xong chưa được đốt luôn. Nó cứ pha xong mà bảo đốt luôn chẳng luôn. Đủ không nhỉ? Lấy cái mới đi. Đây là cái đấy chứ. Mấy ngàn á. Có cái này nữa. Cái này chẳng cái mới. Cái này cái mới đấy, chắc ngắn đấy nhỉ. Ngắn, ngắn rồi. Biết nổi à. Thank you.
đấy cũng không. Đó chưa ra đây chị nữa. Đây này, này. Anh ra bên này kéo đấy. Nối bớt. Bên này cửa nhiều. Ôi dồi ôi. Ông này ơi. Có đủ đâu. Anh cho vào mạng hết rồi đây này. Không đủ đâu. Kéo hết ra cho nó ra đoạn này. Đấy, như cho nó ra đoạn này đi. Bởi vì cái đoạn này nó đang thủng nhiều. Còn cái nó. Ừ, bên điện thoại. Cái gì nó càng quay hết phút. Anh. Xem bên kia của anh đúng không? Cái này ni lông mới. Kéo ra bên đấy cũng thừa, bên đấy cũng được. Bên này đủ không? Bên đấy rách nhiều cơ kìa. Rách nhiều cũng chưa làm thế nào. Đấy, thế thôi. Ú, bên này cũng rách mà kìa. Kéo vào một tí nữa, cái đoạn rách này. Đây nè. Bên của anh đúng không đấy? Ừ. Từ từ cô bên này trước thì ui dồi ôi, từ bên này đất đủ. Thừa dài hết chuyện. Anh đang định làm hay lắm. Đây là cái gì? Lâm bên này đi. Cho anh tí nữa. Hả? Cái đấy á? Cái chỗ đấy. Lấy cái đầu này trước. Kia nó mới được chứ. Không cho đỡ vào.
con lợn nhá. Lợn sáng vừa cho rồi. Sáng cho à? Em cho vào tất cả bụi quá. Nát của em là chưa được dưới. Chỉ hệ thế là mà đóng bố hết khá lạ. Hòa bí. Ăn cái cả. Ăn đúng không? Hai quả bí với đồ ăn. Học cái nhà nhé. Anh đi Hải Lạc. Người nó làm cái này chắc tốt chẳng. Cơm xuống chưa? Được. Sao nữa? Để cái lỗi cho anh cái. Cái gì rửa.
chưa nấu đâu mà. Để đây chị ăn cho anh nấu không ngon. Em đi xem có phải bí nào không. Có đâu mà. Để nó cài đi rồi hả anh. Này không rửa à? Đâu, cái đấy không cần rửa. Cái đấy ăn được sau mà. Không rửa một tí chưa? Ngọt này đi bán trước nha. Có nhiều mình hái. Mỗi bó thế này thôi. Bó bé thôi. Mình bó thế này bó 5.000 đấy. Ngon thật. Cứ bó như thế này bó 5.000. Chắc họ thích ăn hơn đấy. Đây là bó thế này nó ngon hơn này. Bà bó 5.000 như thế này. Họ bảo họ thích ăn ngọt hơn này. Cái ngọt này cho sao luôn là thích. Cái này còn được ăn luôn. Lấy cái này sao à? Cái này nó cay à? Một tí. Sao cùng nhau lên. Cái này để ra thôi. Hả? Để ra. Cái lên không? Cũng người. Hehehe
Tí rơi hết rồi. Sao rơi được? Đầu bếp ở đây. Đầu bếp chứ. Sao không đầu bếp? Em đi học một thời đây. Đầu chẳng biết không có ớt. Cái này bởi vậy. Có ớt cho vào ngon hơn. Cái này không biết mắc ớt khô. Già hết canh rồi kìa. Già kìa mà ngon. Lấy cái kia về đấy. Ôi dồi ôi, anh lấy cái thiệt đấy mất. Thiệt đấy á? Ừ. Ô, chả mặt chết à. Anh thử ý xem nào. Qua nấu ăn buông lắm luôn. Dạ. Ngon không? Ăn quá mong mong.
toàn biết cái gì bụi nhiều. Gà có bạn cái nồi đi nhá. Đâu mà lâu thế? Lâu thế? Đây ngồi đây. Đây. Bà ngồi đây. Mệt quá. Mẹ thì ngồi đi. Ôi trời ơi. Mệt. Ăn no rồi còn bảo mệt. Không mệt.